À, xin chào quý vị và các bạn, tôi quay trở lại sau cái clip buổi sáng sớm hôm nay. Hy vọng cái clip buổi sáng sớm hôm nay giúp các bạn kiếm được một chút lợi nhuận, đúng không? Và những nhận định sáng sớm hôm nay hy vọng là giúp ích được cho những cái bạn đang cầm những cái cổ phiếu của các cái ngành như ngân hàng, chứng khoán và dầu khí. Và hiện tại là có khá nhiều bạn đặt câu hỏi. Một bạn nói là cho quan điểm, bạn Nguyễn Cường, quan điểm cổ phiếu là TIC. TIC là cổ phiếu gì? TIC. Làm gì có cổ phiếu TIC? TCI. TCI. TCI hình như là cổ phiếu chứng khoán nha. TCI thì đầu tiên là tôi sẽ trả lời các câu hỏi của các bạn trước. Lý do là các bạn đang có lẽ là đang sốt ruột bởi ngày hôm nay tôi không có cái clip nhận định thị trường buổi trưa và kết thúc phiên buổi chiều, tôi cũng không có thời gian để làm clip. Tôi chỉ tham gia thị trường ngày hôm nay, tham gia được buổi sáng thôi. Sau phiên buổi sáng thì tôi bận lái ô tô nên tôi chả làm được cái gì. Thì nhìn chung là cổ phiếu TCI là của một công ty chứng khoán. Công ty chứng khoán này là công ty chứng khoán rất là nhỏ thôi. Đây, các bạn nhìn thấy giao dịch ở đoạn này, đến đoạn này thì giao dịch nó tích cực hơn một tí, đúng không? Nó là công ty chứng khoán rất là nhỏ thôi nhá. Và những công ty chứng khoán nhỏ này thì bạn phải hiểu, thật sự hiểu về nó thì cả tham gia nha. Tất nhiên là có thể nó được hưởng lợi từ cái sóng chứng khoán. Tuy nhiên ấy, là hôm nay lại các cái tín hiệu chứng khoán tôi nghĩ là nó cũng VND là tín hiệu đẹp nha. Nhưng SSI thì không phải là tín hiệu đẹp, nó không xấu, chưa phải là tín hiệu đẹp nha. Đó. HCM cũng không phải là tín hiệu đẹp nha. Cái áp lực bán thì chưa quá lớn nhưng mà nó không phải là tín hiệu đẹp. Nó không xấu, nó chưa xấu nhưng nó không phải là tín hiệu đẹp. Đấy, có thể ngày mai nó sập xuống chẳng hạn thì cũng không ai biết được. Đấy là cái thứ mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Vì thế nên cái dòng chứng khoán thì hiện nay là dòng tiền, tí nữa tôi sẽ kiểm tra dòng tiền vào dòng chứng khoán như nào. Tuy nhiên là với cái giá ngày hôm nay thì cũng nhiều bạn đang có lãi nếu như mà mua từ hôm trước rồi, đúng không? Nhưng dòng ngân hàng tôi nghĩ là hôm nay tích cực. Tiếp theo này, bạn Nguyễn Chí Dũng, bạn muốn xem cổ phiếu HAP. HAP nhá, thì bên này đã có phiên bán này, cho tín hiệu bán này và có 5 phiên giảm điểm liên tiếp. Tuy nhiên là cái khối lượng này đang giảm dần. Câu chuyện là nó không thực sự đáng ngại thôi, chứ còn để xác định nó có xấu nữa hay không thì không xác định được. Lý do là ở đây nó sẽ chạm vào cái hỗ trợ này. Chạm vào hỗ trợ thì có thể là nó sẽ bật lên. Tuy nhiên đây chưa phải là tín hiệu bắt đáy. Đấy, có thể là nó sẽ bật lên. Nhưng ai mà đánh theo sóng thì chỗ này cũng đã ăn được một lượng đáng kể rồi nha. Xem cái tín hiệu bên này các bạn. Tín hiệu bên này thì chưa có tín hiệu mua bán gì cả nha. Tín hiệu bán tiếp thì trong này. Cái cây này cũng không cho tín hiệu mua cây này bởi vì khối lượng ở bên này nó chưa đủ nhiều. Đấy, thì bên kia thì nếu mà theo bên kia thì vẫn 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 có thể ăn nhé. Tôi xem quan hệ mua bán này. HAP. Quan hệ mua bán thì cũng bình thường thôi, nó không có cái áp lực gì. Bán này, bán nhiều nhá. Cổ phiếu này khối lượng của nó bé. Cho nên là chỉ cần 10.000 với 20.000 thôi là xác định là bán nhiều nhá. Bán này, 20.000 này, 21.000, 22.000 này. Đây, toàn bán mua toàn có 1.000 mấy trăm thôi. Nhá, bán này. Đây có một lệnh mua này to. Bán này, bán 70.000 này nha. Đấy, thì có lẽ người ta bán vì người ta e ngại là nó sẽ đứt qua cái nền này.
Đấy, thì nếu như đứt qua cái nền này thì thực sự là nó sẽ có hoảng loạn đấy, nó sẽ xấu. Lý do là một loạt những cái ông ở đây này, ông lãi thì ông ấy sẽ chốt, sẽ có cái áp lực bán ở đây nhé. Đấy, đấy là HAP, mức giá này, đấy là đẩy bán đây là cũng là áp lực rồi đấy, 12.3 nhé. Tiếp theo là HHP, HHP, bạn ấy chơi đầu tư những cổ phiếu rất là lạ. Đây cây mua đây, nhưng mà sang đây nó cây bán luôn, cổ phiếu chưa về đã bán luôn, và đến đây thì vẫn nó chưa thực sự xấu, nhưng nó không tốt, nó không tích cực. HHP quan hệ mua bán thì cũng bình thường thôi, khá là cân bằng. Đó, khá cân bằng rồi. Không không có vấn đề gì đặc biệt HHP. Tuy nhiên nhá, nó cũng thế, nó cũng cái điểm này là điểm mua sớm, nhưng mà nó không vận động tốt. Và cái công ty này là công ty giấy Hoàng Hà Hải Phòng, giấy Hoàng Hà Hải Phòng chưa hoạt động tốt, nó chưa xấu đi nhé, nó chưa xấu đi, chưa bán. Nếu mà tụt sâu hơn cái cây này khoảng 5% ấy, sâu hơn điểm thấp nhất cây này khoảng 5% thì nên nghĩ chuyện cắt lỗ. Còn bây giờ thì nó chưa xấu thì các bạn nên kiên nhẫn đợi nha, đợi đợi cái sự vận động của nó. Và lúc nào tôi sẽ chia sẻ là trong cái tháng vừa qua ấy, tôi mất hơn 13 triệu tiền phí giao dịch và thuế. Đấy, các bạn hình dung nha, nếu như chúng ta giao dịch liên tục thì chúng ta sẽ mất rất nhiều tiền phí và thuế. Hơn 13 triệu tiền phí và thuế đấy, tôi thống kê trong đúng một tháng. Từ ngày 28 tháng 5 cho đến ngày 28 tháng 6. Đúng một tháng. Tất nhiên là cái tháng vừa rồi thì tôi lãi hơn 50 triệu, nhưng trừ đi trừ phí và thuế thì tính ra nó chỉ còn được 30 triệu tiền lãi thôi, như thế là nó hơi ít. Đấy, nên tôi có thể tôi sẽ nghĩ ra một cái chiến lược mới để giảm thuế và phí đi, đúng không? Giảm thuế và phí đi. Lúc nào tôi sẽ bật cho các bạn xem cái bởi vì là nó đang còn, tôi đang chưa che mấy cái tôi vừa mới mua nên là tôi không muốn cho các bạn xem. Thế thôi, còn cái lịch sử của tôi là tôi ghi trung thực, tôi không việc gì tôi phải phải ấy cả, đúng không? Và các bạn sẽ thấy những cái khoản mà tôi lỗ đến 14%, cũng nhiều tiền, đúng không? À, tiếp theo là đến bạn Đào Nam thì phân tích cổ phiếu POW và cổ phiếu HNG. POW POW cổ phiếu này hiện tại là nó cũng không có cái gì gọi là xấu cả, nó vẫn bình thường, nó đang tích lũy thôi, chưa có điểm mua. Bên này thì chắc chắn chưa có điểm mua. Đấy, điểm bán thì ở đây. Tuy nhiên là cái điểm này thì bán hay không cũng tùy các bạn thôi, nó cũng chưa không không có gì gọi là xấu cả, khối lượng đang giảm nhá. Đấy, cổ phiếu cuối cùng là HNG. Thì HNG tôi đã nói rồi, tôi cũng có thích cổ phiếu này, nhưng mà đấy tôi nghĩ là nó chưa chạy được, bởi vì nó quá là nặng mông. HNG tôi xem HNG cái này, HNG quan hệ mua bán có vẻ bán lớn đấy. Đây mua cũng nhiều này, 100.000 này, 100.000 là mua nhiều đấy nhá. Bán 50.000 này, bán 20.000, 60.000, bán như này là cũng nhiều đấy nhá. Đấy thì quan hệ mua bán là nó đang khá là cân bằng nhau thôi. Cân bằng ở đây là tôi đang xét là cân bằng về mặt gọi là những lệnh to thôi nhá, lệnh to thôi. Mua này 77.000, chứ còn ở đây này thì đôi khi nó cũng không chính xác lắm, đúng không? Lại chủ yếu là 10.9 nhá, 10.9, và nó có đỡ lệnh này, 1 triệu cổ phiếu. Tôi xem có thông tin gì không.
Nói chung là hiện tại là đang có cái sự đỡ đầu của Thaco nhá, cho nên là đấy, cho nên là có thể nó cũng chả ảnh hưởng gì đâu. Tuy nhiên là nó sẽ, nếu như có một cái gì đấy tích cực thì nó sẽ đẩy được lên. Nhưng hiện tại ở cái giai đoạn này, cái dòng tiền nó sẽ không hướng vào những cái cổ phiếu này nhiều, trừ khi có một cái tin gì nó nổi bật nha. Còn các bạn đầu tư dài hạn thì cứ mua tích lũy và nắm giữ, đừng nghĩ đến câu chuyện gọi là 1-2 tháng hoặc 1-2 tuần. Nếu mà nhìn vào tài khoản 1-2 tháng 1-2 tuần thì có thể lỗ đấy nha, không biết được nó thế nào đâu. Và nó đang tích lũy cái nền, cái điểm thấp nhất của nó đây là không, chắc là không bị phá thủng nữa đâu, giá 10 10 10.1 10 nhá, giá 10 đấy, tôi nghĩ là không thể phá thủng được cái điểm này đâu. Nếu mà phá thủng điểm này thì cực xấu đấy. Đấy là những cái cổ phiếu mà các bạn hỏi. Thì hôm nay nó có tín hiệu bán ở cái cây này này. Cái bên này nó cho tín hiệu bán này. Tôi không biết là điểm xấu hay điểm tốt, nhưng mà đấy, bên này nó cho tín hiệu bán này nha. Nếu mà mua ở đây bán ở đây thì cũng không bị lỗ. Đấy, nhưng mà bên này thì khác, bên này trông nó chặt chẽ, nhưng mà bên này thì mua ở mãi đây này mà chưa có cây bán. Ha? Chưa cây bán, cây này chưa bán. Bởi vì cái này khối lượng nó chưa đạt yêu cầu, khối lượng nó bình thường nhá. Đấy. Rồi bây giờ tôi cập nhật thông tin về thị trường cho các bạn. Thứ nhất là ngày 28 này, xem những cổ phiếu giao dịch với khối lượng lớn. Khối lượng lớn này. Đánh giá thực sự sức mạnh của thị trường ngày hôm nay xem là thế nào. Nhìn thấy cổ phiếu thép đấy, có vẻ là cổ phiếu thép quay trở lại chăng? Nhóm ngân hàng vẫn rất mạnh nhá. 22 cổ phiếu giao dịch khối lượng lớn. 22 cổ phiếu giao dịch khối lượng lớn. Đấy, 22 cổ phiếu giao dịch khối lượng lớn. Trong đó này chúng ta nhìn thấy này. Hòa Phát này. Hòa Phát một phiên tích cực nha, có thể là điểm mua bên này. Đấy, điểm mua nhá. Đấy, Hòa Phát hôm nay điểm mua. Hôm nay tôi không theo dõi được Hòa Phát, hôm nay tôi cũng thực hiện một hai lệnh buổi sáng thôi. Không theo dõi kỹ được, hôm nay tôi bận. SHB này, SHB cây này đẹp nhá, có thể gọi là một cây mua được. Mua nhẹ, khối lượng nó chưa được nhiều lắm nhưng mà cây này có thể mua được. MSB này, MSB thì voi lớn nhá. Đấy, cây này cũng có, cái MSB thì cây mua từ trong này rồi và đang lãi nhiều. Techcombank hôm nay cũng có cây mua này. FLC thì vẫn đang điều chỉnh thôi nhá, vẫn đang điều chỉnh, vẫn đang điều chỉnh. Có nhiều người hỏi tôi FLC nhưng mà tôi vẫn nhận định là cái giai đoạn này thì vì dòng tiền sẽ tập trung vào ba cái dòng cổ phiếu mà tôi vừa mới nói đấy. Đấy, cổ phiếu chứng khoán, rồi cổ phiếu ngân hàng, và nhất là cổ phiếu ngân hàng. Tí nữa chúng ta sẽ nhìn kỹ lại, chúng ta sẽ thấy tập trung nhiều vào cổ phiếu ngân hàng. AA nhé, thì phiên bán hôm trước, còn phiên này thì nó tích cực rồi. STB này cũng là một cổ phiếu ngân hàng nhé. MBB này, MBB thì mua từ cây trong này nhé. Đấy, và đang lãi rồi. VBB này, VB thì vẫn đang tích nền. HSG, HSG hôm nay cũng cho cây mua nhá. Hai thằng thép là đều cho cây mua ngày hôm nay cả. KBC, KBC thì rất là tích cực nhá. Nếu mà các bạn mua từ đây này thì KBC là đang đang lãi nhiều nhá, đang lãi nhiều đấy. Từ đây lên đây là đang lãi nhiều rồi nhá, từ giá 33 đấy, các bạn hình dung mua từ giá 33 bây giờ là giá 40.1 rồi. BSR thì hôm nay tích cực. CTG hôm nay cũng tích cực.
sao lại đây đỏ? CDG cũng là một phiên tăng giá thôi chứ nó cũng không phải là tích cực. Rose thì nó lại cho cái bán ở đây nhá. Đấy, và nó cũng đang tích tích lũy thôi, chưa có gì xấu cả. DLG không biết là bất động sản hay sao nhỉ. DLG Đức Long Gia Lai, cũng chả nhớ cái này là làm cái gì. Xây dựng cơ sở hạ tầng nhá. Đấy, Đức Long Gia Lai. Tiếp theo này, HQC Tiên Phong Banh thì hôm nay cũng là cây mua này. Đấy, tích nền đẹp và có một cây khối lượng tăng. ITA chưa có cây mua nhá. NKG hôm nay một cú phiên tăng giá mạnh và khối lượng lớn. NKG thì cũng là thép rồi sao. NKG thép Nam Kim đúng không? KLF thì tích cực, đang tích cái nền đẹp. IGC cũng đang tích lại nền. Và cuối cùng là PVS thì nó cũng bình thường, nó cũng chưa xấu, cũng đang tích lũy. Đấy, thì qua 22 cổ phiếu này chúng ta thấy điều gì? Chúng ta thấy này, một là trở lại của nhóm sắt nhé. Sắt, dòng tiền lao vào nhóm sắt này. Đấy, dòng tiền vận động trong nhóm sắt này. Thứ hai là nhóm ngân hàng nhé, nhóm ngân hàng đấy, nhóm ngân hàng có mặt rất lớn này, SHB này, MSB này, Techcombank này, STB, MBB này, VB Bank này, Tiên Phong Bank này, đấy nhóm ngân hàng. Dầu khí thì có BSR và BVS đấy. Còn cặp FLC Road và KLF. KLF hôm nay có thêm KLF giao dịch tích cực nhá. Đấy, thì cổ phiếu của nhóm FLC thì tôi nghĩ là nó cũng đợi cái câu chuyện gì đấy. Bây giờ dòng tiền đang tập trung ở ngân hàng này, đúng không? Rồi chứng khoán thì hôm nay không thấy mặt. Chứng khoán hôm nay không thấy mặt nhá. Không thấy mặt nhóm chứng khoán. Đấy, thì tôi tất nhiên là hôm nay chứng khoán tôi nghĩ là nó cũng chưa xấu đâu, nhưng không thấy mặt ở đây. Đấy, tiếp theo này là tăng giá mạnh, xem cũng rất nhiều nha. Đấy, hôm nay có 23 cổ phiếu, 23 cổ phiếu xếp vào tăng giá mạnh. Khối lượng thấp nhất là 259.000 nhá. Đấy, thì có thể tôi thì tôi phải khoảng 500.000 để chấp nhận được, nhưng mà nó cũng chỉ có vài cái khối lượng bé thôi nha. Thì đầu tiên là MSB này, MSB tăng trần. Đấy, khối lượng lớn AA. Đấy, tăng mạnh khối lượng lớn. NKG, IGC, CKG luôn mua nhá. TTF. Đấy, TTF mà ai mà mua từ đây và kiên nhẫn thì kiếm được lợi nhuận đáng kể đấy, đúng không? Thủ giá 6 chấm bao nhiêu bây giờ lên 8 rồi. VNE nhé, VNE tăng khối lượng voi lớn, đúng không? TGG thì cũng thế nhá, TGG thì cũng nhắc nhiều phiên rồi. NED, VTO, PLP, TNT, TVD, PSH, TC6, FTM, NBC, CST, THT, HID, TDN, VNA, HTP. Đấy, đấy là 23 cổ phiếu tăng mạnh ngày hôm nay.
nha. Tất nhiên là nó còn những cổ phiếu rác nữa thì tôi không không được kê vào. Hôm trước tôi cũng nói với các bạn rồi đúng không? Đấy, tôi chặn khoảng 100.000 cổ phiếu tôi cho vào đây. Đấy, đặc biệt là cái cổ phiếu VOT thì hôm nay cái cổ phiếu VOS là không tăng mạnh. VOS hôm nay có phiên giảm, nó cũng không phải giảm đâu nhưng nó không tăng mạnh đâu mà nó là phiên đỏ đúng không? Đấy, và nhân đây tôi cũng cho các bạn cái danh mục cổ phiếu tiềm năng để các bạn có thể chọn được luôn, các bạn chọn trong buổi tối hôm nay đúng không? 23 cổ phiếu nhá. VHM này, MSB này, HSG hôm nay có phiên mua, KBC này, Tiên Phong Bank này, AAA này, NKG này, BID hôm nay cho xuất hiện phiên mua nhé. BID này cũng ngân hàng hôm nay xuất hiện cho phiên mua nhé. AGG hôm nay cũng là một phiên đẹp này. Bên này có thể là phiên mua đấy. VIB nhá, VIB hôm nay cũng có thể xem là một phiên mua này. Bên này là mua này đấy nhá, hai bên này nó hơi trái nhau một tí. CKG, HHV, TLH, PSH, VNE, TGG, NED, NAB. NAB hôm nay cũng là phiên mua này. NAB hình như cũng là một ngân hàng nhưng mà ngân hàng này nó rất bé. NAB. Đấy, ngân hàng Nam Á nhé. Ngân hàng này nó rất bé, nó chạy theo thôi. Nhưng mà nó chạy theo nhưng mà cũng chả kể okay được. Đấy, ngân hàng này bé tí nhá. Và những cái bé này thì các bạn phải kiểm tra kỹ các cái thông tin đấy. VOT, PLP, NBC, CST và cuối cùng là DHM, DHM. Đấy, thì ba danh mục cổ phiếu nha các bạn, tùy các bạn lựa chọn. Lý do là hôm nay số cổ phiếu nó khá là nhiều rồi, nên tôi cũng không bổ sung thêm các cái danh mục khác. Các bạn chọn ở đây tôi nghĩ là cũng khá là thoải mái rồi nhá. Và chúc các bạn lựa chọn được những cổ phiếu tốt. Chúng ta chú ý là hôm nay dòng ngân hàng vẫn là một cái dòng mà được dòng tiền vào mạnh nhất. Và chú ý thêm ấy là xuất hiện dòng tiền đi vào cổ phiếu thép nhé. Đấy, có thể là thép có đột biến gì đấy thì không biết. Và một thông tin tích cực nữa là có cái thông tin là trong tuần này, tôi tưởng hôm nay là hệ thống giao dịch mới được áp dụng nhưng không phải, trong tuần này nhé. Trong tuần này hệ thống giao dịch mới sẽ được kích hoạt. Đấy, hệ thống giao dịch của FPT hợp tác ấy sẽ được kích hoạt. Và lúc đó tôi hy vọng là dòng tiền nó sẽ mạnh hơn, nó bùng nổ hơn. Đấy, và hôm nay nhìn lại cái thông tin của thị trường ấy thì tôi khá là vui mừng khi thị trường đã đấy phá cái mức lình xình này và lên một đỉnh cao mới là 1.405. Đấy, tôi nói là vượt 1.400 là nó đã vượt 1.400 rồi. Tuy nhiên là cái dòng tiền của chúng ta vẫn không đo lường, chưa 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 thể đo lường được chính xác nó là như thế nào. Cho nên mấy cái đỏ này nó chẳng có ý nghĩa gì đâu. Đấy. Và chúng ta vẫn phải chờ đợi sau khi hệ thống giao dịch mới được kích hoạt. Chắc là trong tuần này thì hy vọng là sẽ sớm kích hoạt thì chúng ta sẽ biết được là cái sức mạnh của dòng tiền nó mạnh tới đâu và nó cái mức độ lan tỏa của nó như nào. Đấy. Và tôi vẫn đánh giá là chỉ số VN-Index chưa tăng nhiều. Chưa tăng nhiều nhé. Đối với một giai đoạn tăng trưởng, nó đã tăng trưởng rất là mạnh rồi, nhưng mà cái chỉ số VN Index so với cái giai đoạn trước dòng tiền nó đang ít thì nó chưa tăng nhiều, chưa tăng nhiều nhá. Đấy. Và cuối cùng chúc các bạn đầu tư thành công. Hôm nay thì tôi hơi mệt cho nên là chắc là cái cảm hứng nó không được tốt. Nhưng không sao cả, ngày mai tôi sẽ hồi phục sức khỏe và sẽ quay lại để
để làm những cái clip thú vị cho các bạn nhé. Hãy ủng hộ tôi bằng cách like, share và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.